chồng chị. Chào em. Dạ. Thì là em mới tham dự show của em Hồ Minh Cường được có 2 lần thôi. Em rất là thích thú và đi show của em Hồ Minh Cường thì em thấy là gặp được rất nhiều các chị và thấy các chị rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì các chị có thể chia sẻ là các chị biết về em Hồ Minh Cường từ lúc nào không? Với chị á, tại chị biết em Hồ Minh Cường từ năm 2016. Dạ. Tập đầu tiên. Dạ. Từ đó trở đi chị không bao giờ bỏ một clip nào. Dạ. Theo dõi từ đó cho đến nay, hôm nay mới được lần đầu tiên đi show. Dạ. Bởi vì công việc của chị cũng thể đi được. Dạ. Thì chị biết năm 2016 đó là cái thời điểm mà em Hồ Minh Cường đã nổi tiếng và mọi người biết tới. Mới thi. Mà lúc bắt đầu em ấy bước vào cái cuộc thi Idol Kids. Tập đầu tiên. Tập đầu tiên đó. Thì sau khi mà em ấy thi xong một khoảng thời gian, rõ ràng là em ấy đoạt giải quán quân, nhưng mà về mọi thông tin của em ấy đó thì gần như là không có được chia sẻ nhiều ở trên mạng. Những cái lý do đó thì chúng ta ngồi ở đây chúng ta nói nó cũng không hết được vì nó rất là dài dòng, đúng không? Nhưng mà bắt đầu từ một năm trở lại đây á, từ lúc mà cái dịch bệnh xảy ra thì mọi cái thông tin của em Hồ Minh Cường á thì mới được chia sẻ nhiều ở trên mạng. Và tất cả chúng ta thì em đã đi gặp nhiều người, họ nói là họ đã hiểu đúng hơn về em Hồ Minh Cường và họ thấy thương yêu Hồ Minh Cường rất là nhiều và họ đã tham gia rất là nhiều cái show diễn. Chị thì mới tham gia được show diễn đầu tiên, còn chị thì sao? Tham gia được mấy show rồi? Nhiều, không nhớ hết. từ lúc mà em Cường đi hát lại ở Sài Gòn ha, năm ngoái Amazing Show thì có việc cho nên không đi được. Yeah. Từ đó là từ show 6 tháng 9 tháng 7 là đi gần như đủ. Vậy là chị chỉ có một cái là show Amazing Show mà 30 tháng 4 năm ngoái á là chị không tham gia được thôi, còn đâu là chị đã tham gia đầy đủ hết tất cả các show của em. Cũng có 1-2 show là không đi được. Yeah. Còn đa số là đã... Chị đam mê rồi, chị rất là thích đi show của em Hồ Minh Cường như vậy rồi, gia đình của chị có ngăn cản gì không hay là không? Có gì đâu ngăn cản, tại mình lớn rồi, mình độc lập tài chính là của mình tiền mình làm ra mà ai nói gì mình. Nói chung là chị thấy thích và yêu mến em Hồ Minh Cường mà chị đi bất cứ cái show nào mà chị có thể sắp xếp được thời gian. Đúng rồi. Nếu mà show nào gần á thì mình sẽ tiện mình đi được, còn xa quá là nhiều khi mình không đi được thôi. Em có chia sẻ một số cho một số cái người họ biết thêm về em Hồ Minh Cường á, thì họ có những lời nói rất là không ok. Chị có bao giờ gặp cái trường hợp đó không? Mình chửi lộn xuống á. Chửi lộn với mấy người đó. Là chị đã đứng ra chị nói chung là cãi vã hoặc là chị phản biện lại để mà bởi vì mình hiểu mà, mình đã tìm hiểu rất kỹ về em Hồ Minh Cường. Thầy nói thẳng ra mình có con mà con mình cái tuổi giống như bé Cường vậy đó thì mình thấy nó vô lý, quá nhiều cái mình thấy nó quá vô lý, mình bức xúc. Với lại thường bảo rằng chúng ta là những người trung niên hết, đúng không? Chúng ta thừa cái hiểu biết và thừa cái suy nghĩ để biết chúng ta đang làm việc gì và đang lắng nghe cái gì. Chúng ta không phải là những người khờ khảo hay là bị ai đó lừa bịp hay là cái gì cả, đúng không? Chúng ta đi và chúng ta thấy vui và chúng ta chuyện show của em ấy chúng ta thấy hạnh phúc và chúng ta đi, đúng không? Còn chị có thể chia sẻ về cái là chị biết em Hồ Minh Cường bao lâu và chị đã đi dự show của em ấy được bao nhiêu lần rồi? Chị tôi thì là hồi nãy giờ như em Cường mà thi năm hai học kiếp đó, lúc đó tôi chẳng biết em ấy là ai. Dạ. Đơn giản thì tôi không thích cái dòng nhạc. Dạ. Không dòng nhạc trên ca hoặc là bolero. Dạ. Tôi chỉ thích những dòng nhạc tiền chiến. Dạ. Cho nên là tôi chỉ nghe những ca sĩ đó thôi. Dạ. Nhưng mà đến khi mà dịch bệnh nó với lại cái drama nó nổi xảy ra đó, thì bắt đầu mình mới tìm hiểu, tìm hiểu và mình hiểu, mình biết, mà mình lớn rồi mà, có nghĩa rằng mình già rồi, mình hiểu biết cái nào đúng, cái nào sai, thế là mình phải tìm tới cái nào cái đẹp, cái đẹp của một con người, cái tính cách của một người và cái hoàn cảnh trong cái drama đó, cho nên là mình cảm thấy rằng là để tìm hiểu, đầu tiên là mình tìm hiểu thì mình không có, thế thì
khi mà FC tổ chức cái buổi sinh nhật đó, là của Cường á, năm 19 tuổi đó, mình mới đi tham gia. Mà mình tham gia có nghĩa rằng là mình còn lưỡng lự, cho nên mình không có đặt vé qua FC. Mình đi thẳng về tới luôn. Mà khi tới nơi rồi đó, mình lại do dự. Cái thứ nhất là mình lớn tuổi. Cái thứ hai nữa là mình cũng biết là cái tập thể số đông người đó đó, họ sẽ như thế nào. Mình e ngại, thế là mình lại quay xe ra, mình ngồi quán cà phê. Mình suy nghĩ nên mình có nên vào không hay là đi về. Cái suy nghĩ của mình phải là 45 phút, lúc đó mình mới quyết định thôi thì cứ vào xem sao. Khi mình vào đó thì là mình được sự tiếp đón của FC đó, nhất là chị Mama Xuân á, và anh Khôi. Đó là mình cảm thấy rằng ồ, không có cái gì mà phải e ngại cả. Để mình tiến vào. Ở khi đó mình vào thì lần đầu tiên mình thấy Cường á, khi mà Cường vì lý do gì tới hơi muộn một tí á, mà thấy cái nét lo ngại của bé Cường á, và vội vàng đi, vội vàng chào mọi người nữa, mình thấy một cái hình ảnh đẹp. Thì cái mình vào thì mình thấy hoa với quà đầy hết á, cái gương mặt hân hoan của tất cả mọi người. Mình cảm thấy ồ, như vậy là mình tìm được một cái điểm, nghĩa là những người cùng có quan điểm của mình á. Thế là khi mình tiếp tục vào mình dự buổi sinh nhật đó, từ cái buổi sinh nhật đó mình được chụp hình với lại Cường nữa. Thích vô cùng luôn á. Thế là nhưng mà nói thật là đầu tiên chưa dám khoe đâu. Bởi vì hồi nào giờ trong gia đình một biết là mình không có thích cái dòng nhạc này. Rồi thì bạn bè nữa, hồi nào giờ mình chưa biết idol ai hết trơn á. Thế là mình vẫn cất đó thôi, chứ không có da, không khoe. Rồi bắt đầu ra mình tìm hiểu tiếp. Mình tìm hiểu tiếp, mình lục tất cả những cái bài hát mà Cường hát. Để mình nghe, mình cảm nhận thấy rằng ồ, sao nó hay thế. Mà tại sao hồi nào giờ mình không nghe. Mình rõ ràng, rồi mình phải so sánh nữa nha. Khi mình nghe cái dòng nhạc đó thử, mình so sánh các ca sĩ trước, hát những bài chung là bé Cường có một cái, mình mới cảm nhận là hát ly, mình mới thấy là nó hay nữa. Hát ly tức là nghe qua điện thoại hay nghe gì đó là hay thì cũng hay đó, nhưng mà khi mà mình nghe ly trực tiếp được, mình mới cảm nhận được là nó quá hay, hay có nào nó hay, nó hay một cách lạ luôn. Để em nói về cái chuyện mà âm thanh. Âm thanh hay á, nó liên quan đến một cái hệ thống thu âm rất là kỹ lưỡng. Thực ra những cái clip mà trực tiếp á thì nó sẽ âm thanh không có tốt. Muốn có âm thanh tốt, người ta phải lấy có một cái sợi dây hoặc một cái bộ thu âm thanh, lấy từ cái mixer vào cái máy thu vào cái điện thoại thì âm thanh mới hay. Nên nhiều người họ chỉ quay bằng điện thoại thôi á, không có cái bộ đó thì âm thanh không hay. Có nhiều người họ không hiểu, họ kêu là không hay. Không, mà giống như mấy cái như Tinh Mây á, nó thu mình thấy cũng hay, nhưng mà vẫn không thể nào mà hay bằng là mình nghe tại trực tiếp được. Bởi vì cho nên là những cái show từ nó đông á, là do cái khả năng hát ly của ca sĩ á, nó thu tiếp được cái mình nói tiếp được. Nói tiếp là mình so sánh từng những cái ca sĩ lớn. Mình nói họ cũng hay đó, họ có kỹ thuật đó, nhưng mà sao họ không đi vào cái cảm xúc của mình. Mà nghe Cường hát mình cảm thấy như nó len lỏi vào từng cái dòng suy nghĩ của mình cảm nhận thấy được là nó hay vô cùng. Thế là từ đó bắt đầu là mình theo dõi em đó, mình lục tất cả các clip của em đó luôn đó. Xong rồi khi mà em đi hát của cho Đại học Hoa Sen, là khách mời của Đại học Hoa Sen á, khổ cái thân mình ở thành phố mình không có biết đường, nhờ khắp nơi để mà hướng dẫn mà đi tới cái trường đó. Mà đi tới trường đó mình nghe được có một bài mà khổ nổi nó được có mấy câu thôi, bởi vì đơn giản đơn giản rằng là mình thấy chắc còn chưa hát đâu, cái mình đi ra ngoài mình lấy nước đi vào mình nghe được có ba câu cuối cùng, tiếp vô cùng tiếp. Cái là mình cứ hỏi ủa biết nó con hát không, chờ hoài thấy thằng nhỏ Cường á từ sân khấu đi lên cái chỗ ngồi gần mình, ngồi chăm chú coi các em học sinh hát. Mình nói ô, cái thằng bé này sao nó hay vậy, sao nó không về mà nó ngồi đây, mà mình chưa hiểu cái lý do tại sao nó ngồi đó. Thế là mình không tiếp cận, nhưng mà mình nhìn nó thôi, nó nghe xong xuôi thời gian gần nhất nó mới đi về. Sau này mới tìm hiểu, mình mới nghĩ ra cái thằng bé này nó có cái tính hay thật chứ, nó tế nhưng tinh tế tới mức độ nghĩa là nó phải ở lại để FC của nó ở lại, chứ nếu mà nó đi về thì coi như là chắc chắn là sẽ rút về hết đó. Thành ra là mình cảm phục nó bé
bé mà sao nó biết suy nghĩ được. Em ở lại là em có ý của em ấy. Nó ở lại chứ nó hỏi chỉ là dịch bệnh nè và các cái nè, mà nó ở lại để nó nghe các em đa số hát. Các show Cường mà hát đầu tiên á là Cường ở lại hết á, như đợt hát với cô Hương Lan đó, hát đầu tiên xong rồi Cường ở lại. Biết sao không, nó ở lại xong á khi mà nó đi về thì mình chưa hiểu được cái nguyên nhân tại sao nó ở lại, thì từ từ mình mới thấm hiểu được cái ý của nó á, là mình cảm thấy phục. Thế là bắt đầu từ đó mình không bỏ sót show nào. Ngoại trừ cái show Lý Sơn là không là nó mình không đi được thôi, với lại cái show Vừng thì mình ở ngoài Hà Nội cho mình về không kịp, có nghĩa là từ đó giờ là chỉ bỏ sót 2 show thôi. Dạ rồi, okay, là, mà mình đi mà nói rõ ràng rằng mình nói với mọi người rằng á, hãy nghe đi, hãy trực tiếp đi live đi, nghe Cường hát live đi sẽ thấy được cái hay của nó, phải cái thấm đậm cái cảm xúc của nó vào trong cái không mà bé Cường á, nghĩ của mình ngoài cái giọng hát thì hay là không nói rồi, nhưng mà bé giao lưu rất là tốt, rất là dễ thương, nói chuyện rất là duyên. Em xin lỗi em đỡ lời chút, cái hôm mà em đi sinh nhật á thì cái sự giao lưu của em Cường là đang còn ngây thơ lắm, chưa có cẩn thận lắm, nhưng mà hai cái show vừa rồi đây em Cường đã giao lưu rất là thông minh và rất là ngôn ngữ rất là hay, và em hoàn toàn bất ngờ so chỉ có mấy tháng giống như Cường trưởng thành từ cái live tour đó, từ cái live tour giống như là Cường độc lập một mình trên cái show đó, và mình nói rõ ràng là như vậy nè, mọi người nói em Cường còn ngây lắm, em Cường chưa được cái này lắm, em được cái, nhưng mà như thế mới gọi là Hồ Văn Cường. Dạ. Cho nên mà em Hồ Văn Cường mà thảo mai như mọi người thì chưa chắc gì là mọi người lại thương mến em đến như thế. Chỉ là con người em thật mà, như thế nào thì cứ thể hiện ra như thế đó. Cứ suy nghĩ đi, khi mà mình 20 tuổi mình đã làm được cái gì, mình cứ suy nghĩ vậy thôi, là mình thấy là như con mình ở nhà nó thua có bao nhiêu tuổi mà nó có là biết được cái gì đâu, nó biết gì cả đâu. Dạ. Không, mình phải công nhận không, có lẽ mình chưa có nghĩa là cập nhật hết sự phơi cái lứa tuổi 20 có ai được như em Hồ Văn Cường hay không, có nghĩa rằng là một mình cân cả một xô thì một mình mà em mới hát 10 mấy bài. Thực ra một cái công việc hát người ta kêu là nhẹ nhàng nhưng không phải đâu, nó cực kỳ mệt. Ví dụ như chúng ta hát karaoke mà chỉ cần 4-5 bài liên tiếp là đã mệt rồi, là chúng ta là cực kỳ là mệt rồi. Như là karaoke thì cái tâm lý nó khác, còn hát là tiền, mà hát show là cái áp lực của nó rất là lớn. Còn có khán giả đấy chứ bộ. Dạ, ai cũng có cái lần đầu tiên á, bỡ ngỡ. Vậy là sau khi mà chị tiếp xúc trực tiếp thì chị hoàn toàn tự tin rằng đó là những người mà tốt cùng những người thật thà và yêu thương mến em Hồ Văn Cường một cách là bằng cái tấm lòng, không có lợi dụng, không có gì hết. Và chị bây giờ thì có thể là chị nhờ bất kỳ ai trong FC để có thể mua vé cho chị nếu như mà chị bận. Đúng. Dạ. Coi như là FC là coi nào giờ mình đi toàn hoàn toàn mình nhờ FC không? Dạ, ok, dạ. Cái thứ nhất là mình lớn tuổi rồi nè, mình không có biết sử dụng cái mạng xã hội, không biết cách đặt vé, mà mình hoàn toàn tin tưởng vào FC, cho nên rằng mọi vé của mình đều là nhờ FC. Thì vừa rồi là mình có nhờ anh Tèo Em, lý do là mình muốn anh Tèo Em gánh bớt gánh nặng cho FC, cho nên là mình có nhờ anh Tèo Em, và mình đưa tiền trực tiếp là vì mình không biết chuyển khoản. Thế nên là phải nhờ trực tiếp là mừng quá. Còn những lần trước mà nhờ FC thì đều nhờ bạn Thủy này đặt giùm. Dạ, chứ đây là chị em là Tinh Cường. Còn chị Tâm. Chị Tâm. Tâm. Đây là Tâm. Chị Lết. Chị Nhất. Dạ. Vâng, cảm ơn các chị đã chia sẻ cho em những cái rất là quý báu. Hy vọng là những cái này em sẽ đăng YouTube và sẽ truyền tải được đến cho một số khán giả, một số người mà chưa hiểu về em Hồ Văn Cường, họ vẫn còn nghi ngờ ở ngoài kia, hoặc là họ hiểu nhầm về em ấy, vì trước đây, cách đây một năm, những cái thông tin truyền đạt ở trên mạng xã hội hắn có cái gì đó mà không đầy đủ, và thiếu đi rất là nhiều những cái điều tốt đẹp mà ở em Hồ Văn Cường, hoặc là nói không đúng về em Hồ Văn Cường, một cái gì đó nó làm cho mọi người nghi ngại. Hy vọng những cái thông tin này mà em và các chị vừa trao đổi với nhau á, sẽ làm cho những cái khán giả mà còn nghi ngại về em Hồ Văn Cường sẽ vững lòng hơn, tin hơn để họ đu show những cái show sau này, ví dụ như là show ngày 28 tháng 5 sắp tới tại Cần Thơ của Mây Lang Thang. Hy vọng những ai cô chú nào có dự định đi
Cần Thơ du lịch thì có thể mua một cái vé show ca nhạc Cần Thơ của em Hồ Văn Cường tại Mây Lang Thang ở thành phố Cần Thơ để tham dự cái show của em ấy. Xin cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị cũng cảm ơn em Đào Cường. Là coi như là em đã đồng hành cùng Cường, Hồ Văn Cường. Coi như là Cường Anh ủng hộ Cường em để mà lan tỏa, em lan tỏa được cái nghĩa là cho giúp cho em Cường có một cái vững bước hơn trong cái con đường sự nghiệp của em đó. Và mong mọi người rằng chúng ta hãy thử đi, hãy đi show để biết được cái cảm nhận được cái hay của em Hồ Văn Cường. Thưa cô chú anh chị và các bạn, thì trước đây thực tế ra là Đào Cường trước dịch cũng đã hiểu không đúng về em Hồ Văn Cường, sau dịch với nhiều thông tin trên mạng cởi mở hơn thì Đào Cường đã tìm hiểu và Đào Cường mới thấy nhìn nhận đúng về em Hồ Văn Cường. Và gần đây nhất mấy tháng vừa rồi Đào Cường mới làm clip về em Hồ Văn Cường và Đào Cường rất là hạnh phúc là được rất là nhiều người mến mộ và xem clip cũng như là đăng ký kênh cũng như là like. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin tạm biệt mọi người. Nếu như mọi người thấy clip mà mang đến cái điều hay cho mọi người hãy like cho Đào Cường một like, và nếu có thể thì hãy bấm đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh để đón xem những clip mà sau này Đào Cường làm. Xin chào tạm biệt.